Trong mùa thu đông se lạnh, các bé thường hay ho và sổ mũi. Vì vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cách làm siro trị ho cho bé nhé. Các thành phần nguyên liệu gồm có tỏi, hành, gừng và mật ong rừng. Sau khi các thành phần chúng ta sơ chế xong, xay nhỏ, cho vào lọ thủy tinh. Sau đó đổ mật ong vào, khuấy đều lên, đậy nắp lại. Mình thường làm cho các con mình là để từ sáng đến chiều bé đi học về là có thể dùng được rồi. Đây là hũ thứ hai mình làm cho các con mình nhé. Giảm ho liền trong bớt hẳn, không phải giảm mà là bớt hẳn trong 2 đến 3 ngày nha các bạn. Đây. Sau khi mình để từ sáng đến chiều thì mình lấy muỗng sạch, chắc lấy cái nước mật ong này cho bé uống. Một ngày 3 đến 4, 5 lần đều được. Mật ong làm dịu mát cổ họng, giảm ho. Tỏi có tính sát khuẩn. Hành và gừng giúp cơ thể ấm lên. Vì vậy, khi các con mình bị ho, mình cho dùng thuốc tây nhiều nhưng mà không khỏi. Được một bạn mách cho mình về làm và thấy công dụng nên giới thiệu đến các bạn. Chúc các bạn thành công, giúp cho các bé nhiều sức khỏe trong mùa lạnh này nhé. Chào các bạn.